vâng kính chào tất cả các bác em lại về được một lô micro các bác ạ dòng uh, micro thàng tháo phòng tất cả các bác chúng ta biết rồi đấy đối với một thương hiệu âm thanh đến từ hãng bayer Vinamix là một trong những thương hiệu âm thanh rất là nổi tiếng ở trên thế giới à, nói chung và tại thị trường Việt Nam của chúng ta nói riêng một thương hiệu quốc dân và giá thành của nó thì lúc này nó sẽ hợp lý nhất trong năm 2023 luôn đó và ở đây thì em Hiền lấy được uh, một khu vui chơi giải trí có giao động cỡ tầm khoảng 15 cho đến 16 bộ các bạn Chính vì vậy mà anh em thọ ai muốn lấy về để chúng ta đi ráp phòng, lấy về để lắp gia đình vẫn có cơ hội để tất cả các bác chúng ta lấy nhiều. Còn tất cả các bác ai mà lấy số lượng à, ít đây, hoặc là các bác lấy lẻ thì giá thành cũng không thay đổi bởi vì với cái mức giá em để cho tất cả các bác là cái mức giá sát gốc rồi các bạn nha. Vui lòng các bác không trả giá. Và ở đây thì các bác có thể nhìn thấy là tay chân của nó còn rất là sạch, rất là đẹp, đấy, ruột gan còn đối với cái dòng tay hợp kim nhôm này thì tất cả các bác chúng ta không lạ gì rồi em để nguyên cả một đống đây côn thì các bác biết côn bay ơ thì có cái màu đen có cái màu ghi có cái màu cà phê có cái thì màu uh, hồng đó nhưng mà ví dụ mà đôi côn đen thì em sẽ lắp cho các bác côn đen đôi côn ghi lắp đôi côn ghi đôi côn màu hồng thì lắp côn màu hồng như tất cả côn bay ơ thì các bác cũng cảm nhận thấy là tiếng tăm nó rất là hay đây, nhẹ nhàng êm ái đây, và dòng này thì em cũng khuyên các bác là chỉ sử dụng cho phân khúc gia đình Đấy, sử dụng cho uh, phòng hát còn nếu mà làm sự kiện thì các bác chỉ làm những sự kiện nhỏ thôi còn đối với bài ơ thì nó sẽ không áp dụng cho các bác đi làm sự kiện lớn bởi vì đối với phần sóng của bài ơ thì nó chỉ đáp ứng đủ nhu cầu cho các bác sử dụng trong một cái không gian vừa phải đó một lời khuyên chân thật các bác nhé đấy với thương hiệu của nó là lây 9900 chín các bạn mặt phanh nhôm các bác nhá Đấy, và phía trung tâm thì nó sẽ có một cái kính màu màu, 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 màu xanh tím. Đấy, trông rất là đẹp, mặt phai nhôm. Đấy, và con này của nó là của hãng tntsa sản xuất các bác ạ. À. Đây, các bác có nhìn thấy không? Đấy, đối với con này là con TNTSA nó là một các bác nhá. Còn à, lý do tại sao rất nhiều bác bảo là cái thương hiệu Lê Hông này của nó có giống như là Bayer không? Thì đối với Bayer nó sẽ có rất nhiều các mã, có rất nhiều các thương hiệu người ta đặt hàng. Đây, và người ta mua cái thương hiệu, mua cái bản quyền để người ta đặt hàng tại nhà máy của Bayer. À, tuy nhiên là kể cả từ Lây Hông 990 hay là TNZSA hay là Bayer Vinamix tất tật tật nó đều là ruột gan của Bayer hết. Các bạn, nó không có gì khác lạ đâu. Quan trọng là nó còn sạch đẹp. Đấy, đầu thu là anh em thọ còn chưa lâu này, đây nốt chân này. Đấy, TNZSA Techno Logi from Taiwan. Đấy, dòng này thì anh em không lạ gì đúng không? Đấy, phía sau của nó thì có cả rắc Canon, có cả rắc 6 ly. Đấy, hệ thống com tinh chỉnh đầy đủ. Đấy, nguồn điện của nó là 12V. Các bác nhá, anh em có thể cắm điện trăm trăm uh, 220 thoải mái. Đấy, và ruột gan của nó cho các bác xem qua đây. Đối với bay ơ thì nói thật các bác là nó không, sẽ không chạy đi một đường nào thôi. Dòng này thì nó sẽ có chế độ tự ngắt. Đấy, có chế độ tiết kiệm pin. Và đặc biệt nói về cái chất âm, về cái độ nhẹ nhàng của cái bộ micro này. Thì bao giờ nó cũng rất là êm ái, giúp cho tất cả những cái người mà hát hơi kém người già trẻ nhỏ chị em phụ nữ mà hát cảm giác mà yếu ấy, thì bộ này của nó là nó rất là nhẹ nó bay tiếng đấy, anh em ai mà có nhu cầu mua thì chắc chắn một điều là trong năm nay đấy chưa bao giờ có một cái à, video à, nào mà em lại có thể để cho các bác với giá những bộ micro bay ơ Đấy, hàng bãi ship giá rẻ như đồ chợ rẻ như là đồ fake, đồ à, đều luôn đấy, và rất nhiều các bác à, ai mà đang dùng bay ơ thì cho em hiền xin một cái comment nhá đấy các bác cảm nhận thấy bay ơ là nó như thế nào đấy à, anh em chúng ta cứ cho em hiển xin cái comment để tất cả các bác chúng ta cùng thảo luận đó và một phần vô cùng quan trọng nữa là em sẽ cho các bác nghe qua về cái chất âm và ở trên cái màn hình các bác nhìn này đối với màn hình của con bay ơ này thì nó lại có cái hay là màn hình của nó màu cam các bác nhá hiển thị cả ba số này hiển thị cả sáu số này có báo pin này có báo mức sóng này có báo mức đèn ben này to nhỏ này và những cái dòng đời cao thì nó sẽ là cái nút ấn uh, tăng giảm âm lượng ở đây Đấy, các bác muốn tăng này Các bác có thể ấn vào đây này à, đúng không Cao nhất của nó là 31 đấy, Nhưng mà mức an toàn nhất là tầm khoảng từ 25 cho đến 28 Là tiếng rất là đẹp Còn không thì các bác uh, có thể để cho em hiền thấp hơn một chút Thì độ nhạy nó sẽ thấp hơn Còn đâu thì các bác có thể tăng ở trên vang Tăng trên đẩy lên Trong quá trình sử dụng Mà không may các bác ấn linh tinh như này nào Mà nó bị mất tần số các bác nhé à, Thì các bác chỉ cần uh, cầm cái tay micro này này Đấy, à, các bác bật sẵn tay mic lên, bật sẵn lên nhá. Đấy, trên tay mic này có nó có số rồi thì các bác chỉ cần quay cái màn hình tay mic này vào cái mắt thần bên này hoặc là mắt thần bên này. Đấy, mất bên nào thì các bác ấn nút set ấn một lần nó không giữ. Đấy, thì nó sẽ có một cái vạch chạy này. Đây chính là cái cơ chế để nó dò tìm tay mic. Các bác chỉ cần quay cái màn hình tay mic vào, các bác giữ nguyên đến bao giờ nó báo cái hiệu sóng ở trên này. Đấy, nó lên cái vạch sóng ở trên này là nó đã tự động nó nhận diện rồi. Và nó chỉ cho các bác đúng trong vòng 5 giây thôi mà 5 giây các bác bắt buộc là phải thao tác nhanh thì nó sẽ nhận diện rất dễ rất uh, hay và cũng rất là tiện lợi để tất cả các bác chúng ta sử dụng bây giờ thì em hiền sẽ test tiếng để tất cả các bác chúng ta cùng nghe nha con này tiếng hay phết đi các bác ơi đây với cái mức giá quá hợp lý với cái mức giá rẻ đây, rẻ nhất trong năm nay luôn tất cả các bác ai mà mua được thì các bác phải chốt nhanh nhá sáu bảy bảy một hay hay 67. Đấy, tiếng rất là ấm và nó cũng rất là uy lực luôn. Đặc biệt là con này của nó là cái hệ thống hũ rít của nó là cũng rất là tốt các bác nhá. Hệ thống hỗ trợ hũ rít rất là tốt còn đương nhiên micro đã bật lên độ nhạy cao thì không bao giờ có chuyện là nó sẽ triệt tiêu hết được hũ rít đâu các bác ạ. Nhưng mà quan trọng là nó sẽ hỗ trợ hũ rít cho các bác rất là tốt các bác ạ. Đấy rất ít hú rít luôn, tay micro em vẫn bật sẵn đây. 67 12 3 4 5 6 7. Alo. Đấy, có chế độ tự ngắt có chế độ hỗ trợ về sóng xa sóng gần có chế độ tiết kiệm pin Đấy, ruột gan con này còn rất là mới các bạn đấy, tay chân đây và em cũng xin phép là bây giờ là cũng cứ bỏ đống là như thế này đấy, bỏ nguyên cả một khối ra như thế này cho các bác nhìn qua còn khi gửi đi cho các bác là sẽ có cả chống lăn có cả chống sốc đầy đủ để bảo vệ cho cái độ an toàn của tất cả các bác đấy với mức giá em để cho tất cả các bác trong năm nay đấy là một triệu sáu trăm năm à, 1 triệu 600 nghìn đồng đi các bác 1 triệu 600 nghìn đồng Bao ship bảo hành cho các bác 3 tháng hỗ trợ trọn đời luôn cho anh em luôn đó. Và các bác ai mà đang quan tâm Thì có thể gọi điện qua số điện thoại Là 0936 118 558 Đấy, Facebook là Cao hiển Hiền Kênh Youtube là Cao Hồng Hiền Audio Và số điện thoại bên dưới là số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật Rất mong tất cả các bác cho em Hiền xin một like Một đăng ký kênh Đấy, Và trong những ngày tới em đang thanh lý rất nhiều đồ Rất mong tất cả các bác chúng ta cũng sẽ cùng hưởng ứng Xin chào